Xin chào các bạn, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Sika. Thì hôm nay mình tiếp tục với video là hướng dẫn mọi người cách lấy liên kim lần hai, thủ tục như thế nào, các giấy tờ chuẩn bị như nào. Thì điều đầu tiên mình đã làm một video hướng dẫn mọi người cách lấy liên kim đợt một, các giấy tờ chuẩn bị, cách tính tiền liên kim, rồi cách viết giấy tờ. Thì sau khi các bạn nhận được tiền lên kỳ lần 1 thì sẽ có một cái tờ giấy màu xanh. Tờ giấy màu xanh mình sẽ có tất cả dưới, mình làm ở đoạn video dưới. Thì các bạn phải giữ nó, rồi các bạn sẽ phải nhờ một người nào ở Nhật, hiện đang sống và làm việc tại Nhật. Tất nhiên là nên nhờ những người nào sống ở gần cái chỗ mình ở ấy, bởi vì xa quá mọi người đi lấy làm tục cũng mất mất nhiều chi phí. Hoặc nhờ nghiệp đoàn lấy cho. Thì sau khi mà nhờ mọi người lấy cho 20% của cái thuế, thì lấy liên kim đợt 2 thì các bạn lấy còn sót lại 20% tiền thuế. Thì bắt buộc nếu mà các bạn nhờ người thì phải có giấy ủy quyền và các giấy tờ cần thiết, thì các giấy tờ cần thiết mình có ở dưới rồi, thì mọi người để ý nhá. Bây giờ mọi người cùng nhìn mình bắt đầu vào. Tết đến và lòng bên nhà nhà thanh mây vàng cành đào hoa thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con. Vâng, đấy, vừa rồi thì mình có nói đấy, đây là video mình hướng dẫn lấy liên kim đợt thứ hai nhé. Thì cái số 1 này là cái đắt tai này, Ichiji Kin CQ Kết T Chư Chi Sổ đấy. Giấy thông báo quyết định rút tiền này. Cái giấy này là giấy màu xanh nhé, mà sau khi các bạn lấy được tiền đợt 1 ấy, thì là các bạn phải giữ lại để lấy tiền đợt 2. Cái sổ liên kim tê chồm các bạn này cần copy này, à gửi bản gốc cho người ta cũng được mà copy cũng được. Passport tổ này, bản copy nhé. À, giấy ủy quyền Ininzo, giấy ủy quyền. Cái giấy khai báo người đại diện nộp thuế này thì mình có hướng dẫn ở dưới, ảnh dưới mong mình cho các bạn nhìn. Và cái giấy xin hoàn lại tiền thuế tại sở thuế tại quận. Những cái này là khi cái người đại diện các bạn đến cái dê mưa sổ này, đến cái chỗ dê mưa sổ này, thì họ sẽ cho cái nin tê xin vô cự này, để họ hướng dẫn viết viết tên, rồi thì ngày tháng năm sinh, rồi nghề nghiệp công việc, và số viết số tài khoản ngân hàng. Đấy. Ở đây thì phải ghi, các bạn phải copy cái số tài khoản ngân hàng, cái sổ tài khoản ngân hàng của người đại diện của các bạn nhé, đứng nhận tiền cho các bạn mới nhập nhé. Đó. Và cái hai là các bạn cẩn thận trước khi về, các bạn nên làm cái in càng somê để đi cùng một cái giấy in rồi này nhé. Thì có 1 đến 8 là các bạn phải chuẩn bị để lấy cái lại tiền 20% tổng số tiền lên kim mà các bạn nhận được. Sẽ là 1 là 80% mà đợt 2 là các bạn là 20% còn lại. Đấy, thì đây là cái tờ giấy xanh này. Đây, cái tờ giấy xanh này các bạn lấy tiền những cái đợt 1 này. Ở đây nó có nói rõ này. Đây, đợt 1 có hình ảnh này. Đợt 1 lấy được bao nhiêu tiền này. Cái số tiền còn lại này, bao nhiêu này, nó ghi hết rõ này các bạn này. Đấy. Thì các bạn cần chuẩn bị sổ lên kia đúng không? Mà sổ lên kia là sổ lên kia này. Cái tờ giấy này, lấy được cái đợt tiền đợt 1 này. Và cái giấy ủy quyền này, in in rồi này. Thì giấy in rồi, cái file mình sẽ để ở phía dưới phần comment nhé, các bạn download về nhé. Thì các bạn trước khi các bạn muốn nhờ người nào đấy thì các bạn phải chuyển những giấy tờ như in in rồi này. Thì đầu tiên là Daijin là người đại diện nhé, địa chỉ của người đại diện này, họ tên này, ngày tháng năm sinh này. Đấy, mọi người cứ nhìn thế nào viết viết vào, viết các bạn tên của người đại diện vào. Xong rồi cái nội dung của cái ủy quyền thì các bạn điền trong, viết cho mình cái chữ này vào đây nhé, ghi trên nhé. Đấy, ghi vào đây. Thế thì ngày tháng ủy quyền có hiệu lực, các bạn ghi ngày tháng vào đây. Và cái người ủy quyền cả các bạn nhé, các bạn ở Việt Nam, các bạn ghi tên các bạn vào đây, địa chỉ, họ tên ở Việt Nam nhé, và đóng con dấu. Tốt nhất là các bạn nên làm một cái in càng somê. Đây nó ghi rõ này, in càng somê, các bạn trước khi về các bạn làm in càng somê. Và cái địa chỉ các bạn ở Nhật lúc đầu tiên ấy, ở công ty ấy. Và Việt Nam như thế ấy, thì nó cái in rồi là sẽ có hiệu lực, chứ còn nếu các bạn mà không có in càng số mê ấy, thì các bạn không có hiệu lực đâu nhá, nó bắt bẻ đấy nha. Đấy, tiếp theo thì cái giấy
cái giấy viết mà xin hoàn thuế này, đây cái giấy này thì là các bạn viết cho mình nhé, Sotokuze này. Đấy, thì đây nó đầu tiên là tên tên cơ quan sở thuế, và xử như chỗ mình là chỗ tỉnh Shiga thì chỗ mình ở cái Higashiomichi, thì mình không biết là cái sở thuế nó tên là gì, thì mình chỉ đánh vào trong Google mình đánh là Higashiomichi Jemuso thì nó sẽ ra là nó ra là Omiyajiman, thì mình sẽ điền là Omiyajiman Jemuso vào đây, rồi ngày tháng lên lộp. Đấy, thứ nhất đây là cái địa chỉ của chỗ, địa chỉ và số điện thoại của sở thuế, cái chỗ mà các bạn nộp hồ sơ đấy, đến đấy đấy. Nhất cái là chỗ này không cần thiết, các bạn bỏ qua không cần giấy tờ. Hai, tên của bạn này, tên của bạn nhé, tên Hiragana ấy. Hiragana chữ cứng ấy, chữ to ấy, à, chữ chữ này Hiragana to à, à chữ đấy, Katakana, Katakana to chữ to á. À, rồi thì tên phía dưới là chữ Romaji, tên Nguyễn Văn không có dấu các bạn nhé. À, bên cạnh nó là Senegapi là ngày tháng năm sinh. Thế Kojin Mango thì các bạn điền cái số mã số my number của bạn nhé, ở Nhật thì giả hạn có mã số my number, các bạn nhập vào cho mình. Nghề nghiệp thì các bạn là thực tập sinh ở Việt Siêu C, còn nếu mà kỹ sư thì engineer gì đấy, nhập vào cho mình. Một là các bạn bỏ qua nhé, không cần thiết. Thế cái chỗ này ấy, cái chỗ này là cái địa chỉ của người người đại diện, là cái người mà đứng ra nhận tiền là các bạn nhé, đứng ra nhận tiền là như là cái người mà nghiệp đoàn hoặc bạn bè thân thích ở bên Nhật hoặc là anh chị em đấy. Địa chỗ này chỗ như bên kêu cự là mã số bưu điện, ở đây địa chỉ của Nhật đấy. Ở dưới thì là chữ cũng là như thế, chữ Furikana này, các bạn điền là Hiragana chữ cứng, rồi tên Zomaji ở dưới, nghề nghiệp đi ở dưới, số điện thoại, và cái chỗ này là Hongjin Tộ cái căng kê này. À, thì cái này thì là quan hệ của cái người đại diện đấy với bạn là bạn bè hoặc là đại diện công ty Hosolin, người bảo lãnh gì đấy, các bạn ghi vào đây. Còn mục 3 này các bạn bỏ qua không cần thiết. Thế mục 4 thì cái lý do của nó để dính nhiều thì là các bạn điền cho mình vào đây đấy, viết y như thế cho mình nhé, chữ đỏ này viết y cho mình như thế này thôi. Đây phần 4 dưới các bạn bỏ qua đấy. À, các bạn đã xong cái tờ này, thế mình cũng để file này ở dưới nhé, để file ở dưới các bạn có thể download về, các bạn vừa nhìn vừa làm chỗ phần comment ấy, các bạn download về nhá. Đó. Thì tiếp theo nữa đây, cái chỗ mục này, này đây cái mục giấy in rồi cho mình để sẵn file sẵn nhé, các bạn điền vào nhé. Đấy. Đây mục sẵn này, cái này đây là cũng bản này cũng được, bản này là bản cũng nói chung là cũng được chuẩn của nó đấy. Đây có cả số ngân cả ngân hàng này. Đấy, các bạn điền vào đây đấy, Vinco xong rồi nhiều chỗ, các bạn điền vào đây cái gì xin tên, các điền vào đây nhá. Đây là đây đối với người đại diện nhé, đại diện đứng ra để người đấy nhận tiền cho các bạn này, người đấy bắt buộc phải ghi số tài khoản ngân hàng, số điện số cái số cô ra của ngân hàng đó. Cái thứ hai nữa này, cái tờ giấy mà Nin Te Shin Koku cự này, thì khi các bạn lên sở thuế, đấy là thế rồi thì nó sẽ bây giờ nó không mất cái giấy nữa mà nó có nhập bằng máy tính, là điền tên của các bạn vào, điền tên và các bạn vào nhé, điền tên địa chỉ này, xong rồi tên cũng Furikana này, rồi thì là tên Hiragana này, đấy. Xong số điện thoại, rồi thì nghề nghiệp, vào đây, nó nhập bằng tất cả bằng bằng máy tính hết, xong rồi sau cuối cùng sẽ ra cái khoản tiền mình nhận được là bao nhiêu tiền đấy, là 3 man 9 sen 851 yên, là số cuối cùng ấy. Là nhận thêm được bao nhiêu, hay là bao tiền đấy thì nó sẽ hiện ở số cuối, tổng sau sau 3 năm các bạn làm thì nó sẽ hiện ở số cuối cùng này. Thì trong quá trình mà khai báo thì cái nhân viên nó sẽ hướng dẫn cụ thể, nên các bạn không phải lo về vấn đề đấy, các bạn cứ đến và có đầy đủ giấy tờ là các bạn làm được, không phải lo kiểu gì cũng lấy được tiền đấy. Ê, có vấn đề gì mọi người mà muốn hỏi ở dưới thì comment ở dưới mình sẽ hướng dẫn cụ thể nhé. Đó. Chủ yếu các bạn là phải chuẩn bị cho mình từ 1 đến 8 này, những cái cần thiết này, cái in càng sô mê này nhé, lưu ý là các bạn là ra si làm cái in càng sô mê mất 300 yên, xong có một cái giấy giấy cái thẻ như kiểu thẻ si cá, và khi nào các bạn cần là in cái dấu in càng sô mê, các bạn cầm cái thẻ ra phát là mất 200 yên, là các bạn có cái giấy xác nhận in càng sô mê sổ, thì các bạn làm giấy ủy quyền cho hại được rất chi là dễ nha. Đấy là toàn bộ quá trình mà lấy lại lên kỳ lần 2. Chúc mọi người thành công nhé.
Mọi người có gì thắc mắc thì hãy comment ở dưới, mình sẽ hướng dẫn cụ thể thêm nha. Ok.